bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào giai đoạn bình thường mới với nhiều điều kiện nới lỏng hơn cho việc khôi phục hoạt động kinh doanh. Trong buổi sáng đầu tiên, ghi nhận của phóng viên Doanh Nhân Trẻ trên nhiều tuyến phố, lượng xe cộ lưu thông có phần đông đúc hơn nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp vẫn chưa mở cửa trở lại trong ngày đầu tiên. Trong khi đó, một số loại hình kinh doanh như cắt tóc, sửa xe lại đắt hàng. Ở các cửa hàng kinh doanh, các khách và người bán hàng đều tuân thủ tốt việc thực hiện quy tắc 5K. Khi dịch xảy ra, làm công việc cắt tóc làm không được, không có thu nhập. Cảm xúc nó vui, nó mình làm lại được cho khách, khách nó cũng tóc dài hết rồi, mình cắt lại cho nó đẹp. Khi hết giãn cách rồi, công việc trở lại bình thường, cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Thì tình hình chung thì dịch bệnh thì chỉ thị của ban nhà nước thì bắt buộc cửa hàng phải đóng cửa hơn 2 tháng. Thì suốt thời gian đó thì không có giao hàng được, mặc dù nhu cầu đặt hàng là có. Mà không thể giao hàng ra trành cho khách hàng được. Thì đó thì nguồn thu nhập bị mất. Thực sự được quay trở lại công việc thì thấy tinh thần tích cực hơn nhiều. Hy vọng cuộc sống ngày càng trở lại như bình thường. Mặc dù đã mở cửa lại các hoạt động, nhưng nỗi lo dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Cuộc sống sớm trở lại như bình thường có lẽ cũng là mong muốn của nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh.